đâu. Trọng tài đêm nay của chúng ta là ông thần ao. Trước tiên thần ao sẽ ném đồ ăn của đầu bếp tủ đầu đại long phụng là món cơm xào hoàng đế của long sư phụ. Ngon. Ông ta có thể lấy gạo để vào bên trong con tôm rồi đem đi hấp, rồi lấy vào ngư các phẩm nguyên chất ép ra nước, rồi đem xào cùng với thực phẩm quan yến. Xe bề ngoài thấy là món cơm xào bình thường, không có gì lạ. Sự thật là rất công phu, có kỹ thuật cao siêu, thật là xứng danh vua xào cơm ha. Rất tiếc có chất nước quá nhiều, cơm quá mềm ảnh hưởng đến khi nhai. Tại vì đã sơ sót thưởng thức cơ bản nhất trong khi xào cơm, là phải dùng cơm cách đêm đem đi xào. Vua xào à? Zero. Tiếp theo thần ăn sẽ thử món cẩm tú đa vị ngư của sư phụ Lưu Tam, là đầu bếp ở tử lầu Cẩm Giang. Wow, ông ta lại dùng đầu cá tù mì, lưng cá mú cắt 3 miếng, lấy thân cá lạp và gắn vào đuôi cá mẹ, bắt đầu ráp lại một con cá mới, còn đem chân nửa bên, chi nửa bên. Mỗi món cá có hai cách ăn, còn có mùi vị và 10 thứ khác nhau. Còn cái này quả thật giống như là bị bức xạ vậy. Nói thấy là muốn mửa rồi, anh còn kêu tôi ăn nữa. Zero, đem về từ kiếm thảo đi. Tại vì đã có thêm cục cá rồi. Đâu phải có thêm cục cá, mà đã thêm vài cục cá rồi đó. Là đã thêm vài cục cá rồi đó. Bây giờ là thứ đầu chai của Ngự Thiện Phường của sư phụ Trần Đông, gọi là Kim Lâu Phật Y. Món ăn đầu chai này tài liệu biến quá phong phú, dùng dao rất là khéo léo, tạo hình nó lại nổi bật. Cả đồ hủ khó điều khác vậy, anh cũng điều khác được. Điều khác bao lâu? Điều khác hết cả ngày. Vậy thì chỉ có biết điều khác thôi. Hồi thúi rồi, anh có ngửi thấy không? Tôi ngửi thấy rồi, nhưng mà tôi làm cái món này là để chứng tỏ đạo pháp của tôi. Vậy anh làm ơn giơ cái bàn tay trái ra, lấy ngón tay giữa ra. Anh điều khác hả? Cứa vào ngón tay của mình. Quang hô. Bây giờ là tới món ngỗng quay càng khôn của đầu bếp Dương Chấn Thiên ở khách sạn Ngũ Dương. Xin mời. Coi bộ lần này ông nắm được giải quán quân rồi đó. Đã nguội rồi. Về đâu? Đi về. Khoan đã. Món này có tên là ngỗng quay càng khôn, đương nhiên là càng khôn chứ. Trong này tận ra toàn chim xe xẻ. Chim xe xẻ này thấm thêm mùi ngỗng quay, còn giữ được hơi nóng, nhánh nhang bây giờ thì rất là thích hợp. Ngay cả cái chi tiết này tôi đã tính toán xong rồi. Thật ăn, ông không còn lời gì nói nữa chứ? Hay thiệt, đầu bếp quán quân lần này đã xuất hiện rồi. Khoan đã, cũng vẫn là con gì đâu hả? Sao vậy hả? Tại sao vậy? Tại vì quá là rất xấu xa. Đều có phải. Chim xe xẻ đây 100 con lượng một con, cho dù là bất luận thân hình diện mạo toàn là số 1. Tôi không phải nói chim xe xẻ, tôi đang nói anh đó. Tôi xấu xa? Vậy tôi xấu xa có quan hệ gì chứ? Có quan hệ. Xin hỏi khi ngó thấy cái mặt của anh á, còn có tâm tình gian được hả? Nên tôi còn không dám ngó anh. Tôi xấu xa có tội tình gì? Có tội. Anh là một anh đầu bếp, phải suy nghĩ đến tâm lý tỉ mỉ của khách hàng, giống như là nữ minh tinh đón phim con heo vậy, cần phải động vú để cho khán giả được thoải mái. Anh có tài của anh, nhưng đi sửa sắc đẹp rồi mới nói nha. Không ngờ thần ăn đối với thức ăn yêu cầu khắc khe như vậy, làm sao có thể nấu được món ăn hoàn mỹ không bị chê chứ? Nói đến chuyện nấu đồ ăn, quan trọng nhất thì chỉ có chữ này.
Món ăn thẻ hồng tiên nữ đãi qua này là món ăn tôi tặng cho tất cả mọi người. Là một chữ tâm. Không sai, chỉ có dùng tâm mới có thể làm được món ăn ngon nhất. Quá 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 quá